thành công kéo bầu mà thôi. Có tính thực sự cực kỳ bình tĩnh ở trong giai đoạn đầu tiên. Và bây giờ đến map có một double kill cho map. Người cuối cùng sẽ tới đội bạn đó là ba xác cho map. Tưởng như việc Vines nằm xuống và không có thông tin của map thì Marco đã thực sự là bế tắc trong câu chuyện đi tìm con bạn nguyên tổ đối phương và gỡ spy rồi. Thì không, đó là một tình huống xử lý quá mẫu mực đến từ controller người Hàn Quốc. Phản xạ phải nói là quá khủng khiếp tới từ Marco. Vẫn có thể biết được đối phương ở đâu đến từ Marco. Có thể Abi là một quái vật trong tình huống multi kill, hoặc có thể Burst là một người chơi với kỹ năng cá nhân cực kỳ kinh khủng. Nhưng nói đến Marco là chúng ta nói những tình huống xuất thần, những tình huống đáng sợ của một người chơi controller với cái sự bình tĩnh. Có vẻ được chưa vào, Burst văng được vào từ khu vực Huka rồi. Tiếp tục bay ở ngoài, Data bị bắn gục từ phía sau lưng, lộ đầu súng, Marco nằm rẹo xuống 10 giây. Và thậm chí Jay còn muốn remake ngược ra phía bên ngoài của mình lo. Anh ta không có được chuẩn bị điểm vào khúc này, lùi về với chỉ 10 HP. Jet có mang, thì cũng được đưa trở về đó là 3 vs3. Nhưng người 10 HP là Jay vẫn có được chuẩn bị điểm vào khúc thứ hai. Jay quá liều và đó kết quả là liều ăn nhiều. Triple kill cho Jay, đó là vị trí của Victor và họ biết tách ở đâu rồi, và đó là quad kill cho Jay. Eo Diablo chỉ ra và bây giờ rất nhiều người đã nhảy xuống vượt 14, tên còn lại Marco hạ rồi. Crashy muốn tăng vào nhưng không thể được đến từ map. Finesse cũng có hàng xài nhưng ở mãi tin phía bên ngoài rồi. Anh ta spam chung Marco, cái gì thế này? Anh ta dập xuống to một kill Finesse, triple kill cho Finesse. Và bây giờ thời gian đã hết rồi, đó là thi đấu thứ 12 dành bên phía Optic Gaming. Khi bức tường của Marco lại không kể về khu vực trong sai, nó hướng thẳng về khu vực hôn để giúp cho những thủ băng qua của các thành viên VX trở nên dễ dàng hơn. Không ngờ là Crashy ở đây lại quá xuất sắc. Và bản thân Victor sau lần ván hụt vừa rồi thì có vẻ bị chém tay rồi, quyết định là dùng cho miếng khẩu Vendo thôi. Hunter Fury vào khu vực backside, nhưng Finesse cùng với Crashy một cái triple kill gì như bộ đôi này. Tất cả những cái nỗ lực vào sai từ các thành viên bên phía DX đã không còn nữa. Và vẫn làm góc kế đẹp cho Finesse, chính xác là Crashy lại quát kill cho Crashy. Sova hậu duệ đây rồi. Là Victor cũng như là Mark tạo điều kiện cho Jay có cái góc kế đẹp và không bao giờ có chuyện Jay bắn miss trong cái tình huống như vừa rồi. Họ sẽ cử Zed là player đi lurk trong tình huống này và rồi Jay sẽ gặp khó khăn. Ultimate của Mark đã được kích hoạt nhưng Jay tiếp tục ghi điểm, khó vượt qua Jay quá. Chưa có mạng thứ ba nhưng điều đó không quan trọng khi Mark đã là người đứng ra cover và player đi bóc cũng đã phải nằm. Triple kill Jay và double kill dành cho Jimmy ngủ yên. Đúng là tèo được ăn được học, mọi thứ nó khác thật. Ngày hôm qua thì có vẻ như là đúng. Hôm nay thì Tèo học vượt cấp. Tèo hôm nay là đỗ luôn cả thủ khoa, đọc thương mại, à nhầm, ngoại thương. Hôm nay được cả học bổng luôn. Nãy giờ từ round 3 và một chiến thắng dành cho DRX. Nhưng việc mà Marco đã có cho mình một cái bão laser công kích, mọi thứ có vẻ sẽ trở nên dễ thở hơn đôi chút. Thì nó tạo ra được rất là nhiều trường hợp để xử lý. Tuy nhiên đúng là Jay, kể cả không có operator thì Jay vẫn rất kinh khủng. Vào sai, Abi check tất cả các vị trí, Abi biết đối thủ ở trên khu vực tower rồi. Nhưng đây là trong những cái điểm choáng, bắn quá lỗi. Các thành viên đội Optic họ đã không còn đến cơ hội. Bắn sau lưng, Zed vẫn kịp thời có kill. Nhưng deny được tình huống đặt và ghost spy của đối thủ. Và đây là classic Finesse. Ai lại đi so sánh Finesse cùng với Angel bao giờ không? 13-9 và đang là người có nhiều mạng gục nhất bên phía đội hình của các thành viên Optic Gaming chứ không phải là Yay. Các bạn khán giả có thể nghe được tiếng ở khán đài của Volkswagen Arena Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ không ạ? Mặc dù người ta nói là Optic, và điều này liệu có thay đổi hành trình của các thành viên bên phía đội Optic Gaming hay không? Đây, nhịp bắn là quá chuẩn, đại địa chấn được kích hoạt. Và đó là double kill cho Marco, triple kill Marco, quad kill dành cho Marco. Nên hô nào với tên Marco chứ không phải là DRX. Hãy nhìn lại tình huống này, chỉ bị chớp đi bởi quả flash mà thôi. Burst nhanh chóng hạ gục đi được vị trí của KO và đổi xuống vụ Under Heaven làm hai. Đó là những người mà bách từ vụ middle cũng như vụ bóng tách với từng flash vừa rồi đã có cho mình cái bóng đệm bảo trùm. Vậy là round thi đấu bonus này đã nằm trong túi của các thành viên bên phía team DX rồi. Marco một tình huống bắn rất chắc tay đã hạ gục đi được vị trí của Evanet. Evanet là người solo trong vụ bonsai B ở những khoảng thăm minh cận kề. Nhưng anh chàng Evanet cũng không thể buộc phải đẩy vào bon rồi. Và bây giờ bất có đi một mạng backside còn một người nữa nhưng đó là Jay. Cái tên không dễ chơi, 4-2 dành cho DRX. Liên tục là những multi kill đến từ vị trí của Jet Korea. Và đó là round chiến thắng thứ 5 dành cho DRX.
nhau đổi mạng đến từ Optic Gaming. Họ rẽ ra từ hook middle và anh chàng Jay có một tình huống êm không khác gì là êm bot. Hai viên Sheriff tôi, anh chàng này đổi hai mạng. Thật sự phải nói rằng là đáng sợ. Không cần tầm nhìn ạ. Chỉ cần đúng một điểm blink của những cú quét, Smoke được trả ra ngay lập tức đến được Mark. Nhưng Mark đã di chuyển được vào rồi, không thể vượt qua được Jay. Nhưng đó là Marco. Jay làm được gì đây? Một khẩu gốt trên tay, Jay đã bị quầy. Và Jay không có đường lui, nhưng Evidence đã tới rồi. Tiếp tục của bạn của Evidence. Và đó là triple kill dành cho người đội trưởng của bên kia Team Optic. Xấu bên phía đội hình của DRX, vào nhặt thì sẽ bị đón thôi. Thậm chí còn cẩn thận gặp luôn. Đó là một kill Team Optic vừa làm đôi đi từ Army. Em ta quầy một cú triple kill cho Army. Cái gì thế này DRX rồi? Và họ nhặt lấy trái spy rồi xùi về cùng nhau. Nhưng đã lộ rồi, Jay vẫn có cơ hội trong tiếng này. Và giờ thì Jay không thể vượt qua được Army. Pháp luật thật sự là đỉnh cao đến từ Army. Cái gì đây? Không tin được đúng không? Vì đây một là khẩu Bulldog được nhặt lại. Tất cả khởi đầu bằng một khẩu Frenzy. Ngoài nhìn cái sự khó chịu của quân bài Phoenix thì nó khiến cho Burst gần như là mất hết khoảng trống để di chuyển trong khu vực xe A. Nhưng tham mình sẽ như thế nào đây? Burst đã lộ, Burst phải sủi rồi. Nhưng không ai biết từng vị trí của Zed cả. Bây giờ đi Zed, một mạng lên Zed, hai mạng lên vị trí của Zed. Mạng thứ ba có hay không đâu, 7 viên. Và đó là 3 mạng dành cho vị trí của Zed. Spike rơi, map dịch chuyển vào trong khu vực sai A. Nhưng map không thể vượt qua được Marco. Bị lộ vui chung lại tạo ra một thế quá đẹp dành cho Jet. Và anh ta làm tới 3 mạng, 4 mạng trong round thi đấu này. Chiến lược thay đổi trong cái round thi đấu này. Cánh cầm chân đang chạy, nhưng phải đặt, bắt buộc là phải đặt. Phoenix đã phá được, hiện tại đó là 3 vs 2. Và bây giờ Burst tìm thấy map rồi. Phoenix về tới đây, anh ta không còn đồng đội nữa. Một mạng Phoenix đang cố gắng gỡ. Phải có một pha pick thực sự hợp lý. Né được flash, bộ đội bên phía đối phương. Thêm một hàng nữa, triple kill Phoenix. 8 viên cuối cùng, và đây là mạng cho Snake. Round thi đấu chiến thắng thứ 9 của DRX. Đau tim, thật sự là đau tim với pha xử lý cuối cùng từ Phoenix. Quá đủ rồi. Trời ơi. Đừng bơ rơi. Không được phải cho bên phía Optic. Nhưng không, đó là Victor. Quả flash không dính với chiếc của Burst. Nhưng đây chỉ một khẩu shot đi thôi. Có vẫn rào đây là phần này. Flash quá đẹp, nhưng hết ra. Nhưng Victor vẫn tiếp tục được Burst. Tiếp tục đến phía chiếc của Stank thì sao đây? Bạn kiểu gì vậy Stank ơi? Vẫn là 2 mạng. Triple kill. Victor có 3 mạng rồi. 45 máu còn lại mà thôi. Stinger chỉ làm cho được 1 mạng nữa. Nhưng đó là quá kill đến từ phía chiếc của Victor. Tuy là vua súng Stinger với 4 xác. Optic biết rằng ở Saya không có nhiều người lắm. Burst đang bị ép góc. Anh ta bắt buộc phải chọn một góc và tự bắn với tất cả những gì mình có thôi. Victor có một, Victor có ai? Vẫn là Victor. Anh ta lên tiếng với cầu Venten và chỉ 3 player còn lại thì DRX chơi sau đấy. Đại điện chấn ra và cố gắng đi này. Tình huống đang spike nhưng nó không kịp mất rồi. Victor hoàn toàn có thể có nhiều triple kill. Quadra kill cho Victor. Không, nó không phải quadra kill. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm vì ta đã biết người vào chung kết tổng rồi. Một mình Army chống chọi với 5 player đến từ bên phía đội Optic Gaming. Và giờ thì đã hết 13-10 dành cho Optic Gaming. Họ trở thành đại diện cuối cùng góp mặt ở trận chung kết tổng của VCT Champion Istanbul.